Hello mọi người, ok, sáng hôm nay có một số việc và muốn chia sẻ với mọi người thôi. Thì cuối tuần vừa rồi á, Trinh dẫn cả nhà đi uống cà phê ở dưới Bel Air trong một cái quán cà phê rất là dễ thương. Thì Trinh order bánh mì nè, you know, extra toast, rồi cắt đôi, rồi rau chung, rau riêng, rồi cũng vui lắm. And then chú Minh là chủ cái tiệm cà phê đó, Trinh cũng bình thường á, Trinh cũng mặc đồ lùi xùi lắm, như nó đi thường dân mà đi lùi xùi rồi đi vô đi ăn rồi đi, như nó không có ai recognize rồi gì hết trơn, đội mũ rồi mask rồi này kia đó. So thì khi mà chú Minh là người chủ thì chú đang đứng ngay chỗ cái check out và chú quan sát nhân viên và với khách hàng đó, thì Trinh đang đứng lên trên order rất là nhiều đồ ăn. Thì chú quay qua chú hỏi con có phải Trinh ở bên Khang lên đi không? Khi mà chú hỏi như vậy là Trinh rất là ngạc nhiên, tại vì Trinh bịt mắt rồi, you know, and không có recognize được đâu. Nhưng mà chú rất là tinh ý là chú nhận ra là có phải Trinh ở bên Khang Lan Điên không. Thì Trinh rất là vui khi mà chú hỏi cái câu đó, nói tại sao chú biết vậy, những cái điều mà con làm, những cái chương trình vay vốn mà con chia sẻ, thì chú rất là thấy rất là tốt, với lại là cũng thấy cái văn phòng cho vay tiền của con ở trên cái khu Bel Air luôn, thì thấy cái văn phòng của con ở đó thì that's good, ok. Thì Trinh nói wow, mình tự nhiên mình nghe mình vui á, được recognize Trinh ít khi mà, you know, quen biết với nhiều người ở làm việc chung thì rất nhiều, với nhiều chủ doanh nghiệp, nhiều công ty, nhiều nhà hàng, nhiều quán bar Trinh cũng làm hết. Làm hồ sơ rất là nhiều, nhưng mà để mà gặp mặt đối mặt và người khác recognize thì cũng rất là ít, you know, rất là vui.